Theo báo chí Anh, thẻ xanh sắp được đưa vào thử nghiệm trong các trận đấu bóng đá trong thời gian tới. Theo đó, thẻ xanh được sử dụng để loại bỏ một số cầu thủ trong 10 phút nếu họ phạm lỗi cay độc hoặc tỏ ra bất đồng quan điểm với trọng tài. Bóng đá ngày nay đã trải qua nhiều thay đổi trong những năm qua. Công nghệ ngày càng được triển khai nhằm giúp bóng đá hiện đại và công bằng hơn, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sai sót. Vì vậy, giờ đây thẻ xanh đã được đề xuất. Báo The Telegraph đưa tin, Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế đã phê duyệt việc giới thiệu thẻ xanh vào các trận đấu bóng đá. Thẻ này sẽ được sử dụng cho những cầu thủ phạm lỗi cay độc hoặc thể hiện sự bất đồng quan điểm với trọng tài. Thẻ này đã được thử nghiệm trong bóng đá cấp cơ sở ở xứ Wales mùa này. Thẻ màu xanh được chọn để phân biệt với thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Khi một cầu thủ bị phạt thẻ xanh, anh ta sẽ bị đuổi khỏi sân trong 10 phút, sau đó quay trở lại thi đấu tiếp. Nếu khi quay lại, cầu thủ đó tiếp tục nhận thêm một thẻ xanh hoặc một thẻ vàng thì sẽ bị đuổi khỏi sân cho đến hết trận. Sự đổi mới này nhằm cải thiện hành vi của người tham gia trong bóng đá sau khi các cuộc tranh cãi trên sân cỏ đang gia tăng báo động. Chưa hết, các thành viên hội đồng cũng ủng hộ một số thử nghiệm khác như việc chỉ có đội trưởng trên sân mới được tiếp cận trọng tài trong một số tình huống quan trọng của trận đấu.